anh mở 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 mở, mở ra. Mở ra. Mở ra đây. Rồi kiểm tra giấy tờ đi anh ơi, anh kiểm tra giấy tờ. Anh ơi, anh lái xe, anh lên xe đi. Anh di chuyển cho em. Di chuyển cho em. Trình đầy đủ giấy tờ ra. Được rồi, anh trình bày xong, anh cứ lấy giấy tờ đầy đủ ra đã. À, giấy tờ đâu? Ủa, giấy tờ thì đang ở bên chỗ thuê xe của mình ạ. Giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe của anh đâu? Đăng kiểm. Đây là Honda City á. Chở người trong quốc xe. Đây là Honda City á. Chở người trong quốc xe. Anh ơi, anh lái xe, anh lên xe đi, anh di chuyển cho em.